Rồi, tiếp tục ngày mới thì Huy Cường Lâu Lu chào tất cả các bác nha. Thì hôm nay em có vẽ thêm được mẫu dây tín hiệu và đèn hui, đó là dòng receiver G65 nha. Thì hôm nay em sẽ quay chi tiết sản phẩm cho anh em xem. Thì trước khi xem video, các bác nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em nha, hoặc kết bạn Zalo, hai số điện thoại trên màn hình của các bác đó, hai số điện thoại trên màn hình của các bác nha. Và bây giờ các bác cùng em đi vào chi tiết sản phẩm nha. Đây ạ, em quay chi tiết cặp dây rất là mềm dẻo, hàng này hàng nhập khẩu nha các bác. Đây một cặp của nó là như này đây nha các bác. Đây một cặp của nó như này nha. Đó, mã của nó đây, thì trên dây người ta có in chữ bóng nha, tại vì chữ này chữ bóng nên chắc là các bác cũng rất là khó nhìn. Để em sẽ quay, cố quay xem cho các bác cho quay xem nha. Đây các bác nhìn thấy chưa? Đó, van đèn hui MC. Đó, nhìn thấy chưa? Rồi, đó là một quay sắc nét nhất rồi. Chứ mà khó thì quay nét hơn rồi, tại vì dòng này chữ nó là chữ bóng. Đấy, chữ của nó là chữ bóng nên nhìn nó rất khó nha. Đầu giác WBT. Đây, mã của nó đây. WBT 0102AG nha các bác. Đây là lêu đầu giác xịn của nó. Bên trong trong giác các bác nhìn thấy chưa? Đó. Cái lỗ này gọi là lỗ tản nhiệt nha các bác. Khi bác cắm quá lâu, các bác nghèo quá lâu nha, nó bị nóng cái đầu giác này. Nhưng mà cái này nó được thiết kế một cái là rất là tinh tế. Đó gọi là người ta gọi là lỗ tản nhiệt nha các bác. Đây. Rồi em tháo luôn ra cho anh em xem nha. Dây người ta đó, người ta chấm chỉ hàn rất là đẹp vậy. Đây nó là dạng giác khóa nha các bác, nên các bác lưu ý dùm em. Lấy về các bác tháo lưới lỏng ra như này này. Lưới lỏng ra như này. Đây, lưới lỏng ra tầm cỡ như này. Rồi các bác cắm vô nha. Đấy, các bác cắm được rồi, các bác siết lại như này, nó siết siết chặt lại. À, các bác nhìn thấy VKBT đầu rắc Gemelli. Đầu rắc này nó không như những đầu rắc vàng kia nha. Đầu rắc này nó là rắc carbon, chống oxy hóa cho anh em. Tiếp xúc cực kỳ là tốt. Đó, dây này hôm nay em về được có mấy cặp thôi. Được có chục cặp thôi nha các bác. Thì em có về được cả 1 mét và 1 mét rưỡi. 1 mét và 1 mét rưỡi em đều có. Đây các bác nhìn thấy chưa? Đầu rắc cần ăn. Thì cấu tạo của cái dây này á, nó được cái là gồm mà hai lớp chống nhiễu nha các bác. Đó, một lớp cách nhiệt. Đó, và một lớp dây dẫn tiếp xúc, mà gọi là cho nó để nó tiếp xúc tốt cái đường âm thanh của nhà các bác nha. Đó, đầu rắc đây, dây đây. Cặp của nó như này đây. Thì một cặp như này là rất là mềm dẻo, các bác rất là dễ sử dụng. Các bác muốn uốn dẻo như nào cũng được nha. Thì giá sản phẩm này thì em bán cũng bình dân cho anh em thôi. Cặp 1 mét thì em bán 800 ngàn. Đó, 1 mét như này là 800 ngàn, 1 mét rưỡi là 1 triệu nha các bác. Thì nói chung là tùy vào nơi nhập. Ví dụ như có chỗ người ta nhập đầu rắc rẻ thì người ta sẽ bán giá thành rẻ hơn. Nhưng bên em không. Bên em không có làm vậy nha. Bên em nhập những cái đầu rắc cao cấp như này. Dây đã cao cấp rồi mà các bác làm những cái đầu rắc rẻ thì giá này nó cũng nó không rẻ đi đáng được bao nhiêu, mà tự dưng là cái dây, một cái dây cao cấp như này mà các bác gắn một cái rắc rẻ tiền vô nhìn nó rất là khó nhìn nha các bác. Đó, thì cặp như này em sẽ bán cho anh em với giá là 800 ngàn, mét rưỡi là em sẽ bán cho anh em giá 1 triệu. Đó, thì giá em bán là em bao ship cho anh em rồi, hôm nay em về hàng nó không có nhiều đâu. Đó, cặp nào cũng như cặp nào, các bác nhìn này, cặp nào cũng như cặp nào thôi. Đó. Đó, các bác nhớ em nha, van đèn hui receiver MC nha, đây van đèn hui MC receiver 65G nha. Đó. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Giá em báo cho anh em rồi, thì hàng em sẽ về thêm nếu dòng này khách bên em đánh giá rất là ok rồi, nên là em mới về. Hôm đợt trước em về có 2 cặp thôi, nhưng mà tại vì khách có đánh giá rất là ok nên là em nhập thêm về cho anh em đây.
thì anh em cần thì cứ liên hệ hai số điện thoại trên màn hình của các bác đó, liên hệ trực tiếp để bên em gửi hàng cho các bác nha. Đó, thì sau cùng Huy Cường Audio thân ái chào tạm biệt tất cả các bác, chúc các bác và gia đình luôn luôn mạnh khỏe. Rồi, anh em chào tạm biệt tất cả các bác ạ.